Em xin kính chào quý thầy cô và các bạn. Em tên Đặng Ngọc Lan Thảo, lớp 22, trường tiểu học Bình Thành 1, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến với phần giới thiệu sách hôm nay, em xin được giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn bộ sách Cổ tích Trăng Non. Bộ sách được minh họa bởi những nét vẽ tươi sáng, sinh động, mang đến cho các bạn những cảm xúc thẩm mỹ, giúp các bạn càng thêm yêu kho tàng cổ tích Việt Nam hơn. Bộ sách này gồm 11 quyển như sau. Bạn mới, cậu bé Tích Chung, câu chuyện của dê con, chú bé mũi dài, gà trống kêu căng, nhím con kết bạn. Sự tích khoai lang, vì sao thỏ cụp đuôi. Sự tích mùa xuân, sự tích trái vú sữa. Vì sao gà trống gái. Mỗi câu chuyện sẽ mang đến cho các bạn một bài học hay và hữu ích. Sự tích cây vú sữa là quyển truyện mang đến cho em nhiều cảm xúc khó tả. Truyện được soạn lời Minh Anh, minh họa Ngọc Phương, do nhà xuất bản Phụ Nữ phát hành. Sách này chỉ có 24 trang. Có bạn nào không biết trái vú sữa không? Thảo nghĩ chắc chắn các bạn đều biết về loại quả ngon ngọt này. Thảo cũng rất thích ăn vú sữa, nhưng vì sao lại xuất hiện loại quả này? Qua câu chuyện sự tích trái vú sữa sẽ giúp các bạn lý giải điều đó. Câu chuyện kể về một cậu bé ham chơi, bỏ nhà đi khiến cho mẹ cậu buồn bã rồi mất đi. Khi cậu trở về, quanh sân nhà chỉ còn lại một cái cây với loại quả cho dòng sữa ngọt ngào, thơm ngon như sữa mẹ. Về sau mọi người gọi đây là cây vú sữa. Các bạn biết Thảo thích chi tiết nào không? Đó là lời truyện trang 14. Cậu bé nhìn lên tán lá, một mặt lá xanh bóng, còn mặt kia lá đỏ hoe, như mắt mẹ mãi khóc chờ con. Cậu bé òa khóc, cây xòe cành ôm lấy cậu, như vòng tay mẹ âu yếm vỗ về con. Tác giả miêu tả rất hay, rất cụ thể màu sắc của lá vú sữa. Liên tưởng hình ảnh lá đỏ hoe như mắt mẹ mãi khóc chờ con, làm người đọc cảm thấy thương xót. Hay hình ảnh cậu bé òa khóc thể hiện sự hối hận muộn màng của mình, cũng khiến người đọc thương tâm. Đặc biệt hơn cả là hình ảnh cây xòe cành ôm lấy cậu như vòng tay mẹ đã yêu thương, âu yếm vỗ về cho con. Ta thấy người mẹ đã bao dung, tha thứ mọi lỗi lầm của con và sẵn sàng chở che khi con cần mẹ. Trên đời chỉ có cha mẹ là người thương con vô bờ bến. Nhưng điều làm Thảo thích nhất đó là tính giáo dục của câu chuyện. Những bài học nhẹ nhàng nhưng tác động mạnh mẽ đến tâm hồn chúng ta. Thế các bạn học được điều gì từ sự thích cây vú sữa? Chuyện khuyên chúng ta, khi ba mẹ còn sống, hãy có hiếu, đối xử tốt với ba mẹ. Đừng để ba mẹ mất rồi, thì có hối hận cũng đã quá muộn màng. Khi ba mẹ còn sống, hãy có hiếu, đối xử tốt với ba mẹ. Đừng để ba mẹ mất rồi, thì có hối hận cũng đã quá muộn màng. Các bạn biết không, Thảo rất vui khi được đọc những quyển truyện như thế này. Câu chuyện với Thảo rất nhiều cảm xúc. Có lúc Thảo rơi nước mắt khi người mẹ mất đi, rồi khi cậu bé khản tiếng gọi mẹ và ôm cây xanh trong vườn mà khóc. Thảo tự nhủ với lòng, hãy có hiếu với ba mẹ, yêu thương và đối xử thật tốt với ba mẹ mình.
các bạn cũng thế nhé. Câu chuyện kể là Góc Vui Học, trang 18, gồm 3 câu hỏi. Câu 1, cậu bé là đứa trẻ như thế nào? Câu 2, khi bị mẹ mắng, cậu bé đã làm gì? Câu 3, khi cậu bé đi chơi không về, người mẹ ra sao? Tiếp theo là phần bé làm họa sĩ, trang 19, yêu cầu các bạn tìm chi tiết không hợp lý trong bức tranh. Kế tiếp cũng là phần bé làm họa sĩ, trang 20, bạn được vẽ theo nét chấm và tô màu hình cho sẵn. Đến trang 21, bạn sẽ được tìm hiểu về câu chuyện Con Chuột Phát Phiền. Đây cũng là một câu chuyện hay và ý nghĩa. Đến trang 23, bạn sẽ được tìm hiểu 3 câu hỏi trong phần Góc Vui Học. Đến trang cuối cùng là phần Bé Làm Họa Sĩ. Bạn sẽ được vẽ theo nét chấm và tô màu. Sau đó cho biết con vật mình vẽ là con gì, con vật này đối với chuột như thế nào. Phần giới thiệu sách của em đến đây là hết rồi. Em xin kính chúc quý thầy cô và các bạn được nhiều niềm vui từ việc đọc sách. Xin chào và hẹn gặp lại. Sách kho tàng tri thức của nhân loại. Đọc sách là cách học tốt nhất. Thầy bước đến trường.